đặc biệt là người Mỹ đọc rồi đó nha. Heater. Chứ họ không đọc là heater, heater. Việt Nam mình thì cứ đọc không phải là he, hi heater mà mình đọc heater. Trời ơi bác ơi, vậy là bữa nay bác trúng số rồi nha. Trời ơi, cái bà đó bà cho bác bao nhiêu? Lúc đó cái ông già đó trong tay vẫn cầm mà. Ông ngơ gác. nhìn theo. Hi, how are you today? I wish we're all doing great today. Chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Mong là tất cả chúng ta đều là rất là vui vẻ, khỏe mạnh ngày hôm nay nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học năm từ tiếp theo trong chuỗi 100 cái từ thông dụng ở trong nhà. Hôm nay chúng ta là học từ cái từ từ số 36 cho đến từ số 40. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Từ đầu tiên đó là từ số 36. Máy lạnh. Air conditioner. Hoặc là nói tắt là chữ AC. AC là dứt tắt. Hai cái chữ đầu tiên đó của air conditioner đó. Air conditioner. Air conditioner a-i-r-c-o-n-d-i-t-i-o-n-e-r. -I -I -E còn nếu đọc tắt là ac, thì đánh dần nó là ac. chúng ta nhìn vô phiên âm của nó cái chữ đầy đủ air conditioner đó, thì cái chữ air, air tức là không khí đó, conditioner là điều hòa đó, máy điều hòa không khí. Cái chữ air đó, phiên âm của nó là, là âm air, cái chữ này đó, nó là âm kép đó, tức là chữ air rồi chữ ở. Thành ra, Mỹ họ đọc là air, 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 ở nhẹ nhẹ nha, air. Chữ conditioner là nó có bốn âm cần Sân. n nhấn mạnh ở cái âm thứ hai tức là chữ dish chúng ta thấy chiếc canh đó là cần nó đọc nhẹ thôi tại vì cái chữ e ngược đó đó. là ở mỹ họ đọc cần nhưng mà họ họ đọc kinh nhẹ hơn cái này nha the dish là chữ đó là chữ y ngắn thành ra họ đọc là dish chứ không phải là dish dish mà họ đọc dish sinh là chữ N. Sinh N đọc cũng rất là lướt luôn nha. Tại vì nó là cái chữ E ngược đây, cái chữ ớ ớ E ngược đó. Họ đọc đều rất lướt. Thành ra nó rồi là Conditioner Chứ họ không đọc là Conditioner Vì Việt Nam mình nói conditional là đó quá rõ rồi. Họ chỉ đọc, mình nghe cái chữ lá thái chỉ có cái chữ, chữ dish Conditioner. Sinh, xịt một cái là n Conditioner. Hoặc là nếu họ đọc là AC thì đọc rõ ràng ra. Phát âm là AC. Chúng ta đấy là hai mẫu tử rồi. Chúng ta biết rồi cái chữ A đó Mẫu tử phát âm là A. A. Đó là âm âm kép nha. Cái phiên âm đó Thì họ đọc là A. Chứ họ không đọc là A. A. Cây, cây cối này. Đây. Cây A. A. Là không đọc họ đọc thông thả ra thành hai nốt a, e i a cái chữ c đó nó đọc đó là c e dài đó đó. lo e thành ra họ đọc là e a c a c rồi số nhiều thêm cái chữ s vô sau chữ Conditioner đó, hoặc là sau cái chữ c á và đã đọc là air conditioners đọc chữ the air conditioners hoặc là ACs cũng chữ ra luôn ACs ví dụ turn on the AC bật máy lạnh turn off the AC tắt máy lạnh chữ thứ hai của ngày hôm nay từ thứ 37 đó là máy sưởi heater heater H e a t e r. Chúng ta nhìn vào phiên âm chữ này có hai âm hi và ta nhấn mạnh ở cái âm hi, không phải phải trước chữ hi đó. Chữ hi này đó là, là, là y dài có hai chấm. Người Mỹ đọc là y. thông thả ra thành hai nốt i hi, heater cái tờ nhẹ nhẹ đó cái chữ ở, ở ngược đó nó e ngược đó họ đọc tờ, nhẹ nhẹ thôi heater đặc biệt là người mỹ đọc rồi đó nha heater chứ họ không đọc là heater heater việt nam mình thì cứ đọc không phải là hi, he, heater mà mình đọc heater heater bắt qua cái chữ hit luôn thành ra là một âm cục lũng như vậy là không đúng mỹ không có ai đọc là heater hết đó mà học là heater không à heater heat heater heater rồi bây giờ có một điểm thú vị này nha nãy giờ đó các bạn nghe hải âu phát âm chữ heater heater những bạn nào mà tinh ý thì sẽ thắc mắc là ủa sao hải âu lại gọi là heater cái chữ đờ đờ trong khi cái phiên âm quốc tế của nó, IPA của nó đó, thì nó lại là cái âm tờ, nhớ hồi đầu khi mà chúng ta học cái bản phiên âm quốc tế đó, cái âm mà phụ âm á là âm tờ đó, nó đọc là tờ, tờ. tại sao trong trường hợp này nó lại đọc đờ. đúng là bài bản ra đó, là cái âm mà âm tờ đó đó, trong cái phiên âm đó, đó. thì cái chữ tờ đó nó đọc là chữ tờ, tờ, ví dụ như là time thời gian tell kể nhưng mà trong trường hợp này người Mỹ họ không đọc là chữ thờ nha chỉ có những người Anh hay người Úc thì họ mới đọc là heater còn người Mỹ thì do chắc có lẽ do dễ giải hơn họ đọc thành ra là, là heater heater thay vì chữ thờ nếu mà bạn nào đọc là heater cũng được Mỹ họ vẫn hiểu như thường đó tại vì vẫn có một vài nơi cười Mỹ họ đọc giống như là tổ tiên An Lê ngày xưa của họ họ đọc Heater nhưng mà phần đông Mỹ đó họ đọc thành ra là heater. heater trong tương lai khi mà chúng ta học nhiều từ hơn nữa chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp giống như vậy khi là một cái chữ tờ đó nó đọc là Mỹ họ đọc là The cũng có khi họ đọc thành ra là cái chữ In một cái thôi Lát nữa chúng ta sẽ học chữ tiếp theo đó là turn Chúng ta sẽ thấy cái trường hợp đó. Bây giờ Thái Âu cũng không muốn nói nhiều. Tại vì là nói nhiều quá thì chúng ta sẽ rối lên. Thành ra chúng ta cứ nhẫn nhau học đi. Từ từ một đó thì trong những trường hợp nào có những cái ngoại lệ gia đình chúng ta học. Dần dần khi được một số các cái từ rồi đó để cho chúng ta thông thập được thì chúng ta mới tìm dần dần tìm hiểu hơn là trong những cái trường hợp nào nó đọc là th, khi nào nó đọc là da khi nào là đọc in một cái thôi. thì cái đó trong tương lai nha. số nhiều thêm chữ s vô và đọc phát âm thành chữ z. heaters. ví dụ turn on the heater là bật máy sưởi, turn off the heater tắt máy sưởi. Rồi, từ thứ ba của ngày hôm nay, tức là từ số 38, đó là cái lò sưởi Fireplace. Fireplace. F-I-R-E-P-L-A-C-E. -E. Nhìn vô cái chữ này thì nó có hai âm. Đó là fire và place. Nhấn mạnh là cái âm đầu tiên đó là cái fire chúng ta thấy đó chữ cái âm đầu tiên đó là fire là cái âm kép là I trước và sau đó nó có cái chữ R nữa chúng ta đã biết một số lần trước rồi trong cái ký tự phát âm của tiếng Mỹ chữ R đó nếu mà không phải ở đầu chữ đó cái âm đó, đó mà nó giữa hoặc cuối chữ thì người Mỹ đọc là thêm cái chữ R Chứ không phải chỉ đọc là R không nha Mà nó R Thành ra trong trường hợp này Chữ Fire trước Rồi nó thêm cái chữ R nhẹ nhẹ luôn, Nhẹ thôi nha Fire Fire chứ không đọc là Fire Fire Mà nó đọc là Fire Fire Rồi mít qua cái chữ âm là Place Nó đọc là Place Chứ không phải đọc là plates nha Plates Việt Nam mình cứ đọc là plates Nó không đọc là plates nha Mà nó đọc là play 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 rồi mới chữ sờ nữa Hai cái đó rời nhau ra Thành hai nốt rõ ràng Place. Chứ không đọc học plates Plates nha Fireplace Số nhiều Thêm cái chữ S vô Fireplaces Ví dụ I stack word In the fireplace. Tôi xếp củi vào trong lò sưởi. Stack là xếp, củi là wood. Tới đây chúng ta nghỉ giải lao chút xíu nha. Trong giờ giải lao này thôi để thể ô bữa nay đó có câu chuyện này kể cho các bạn nghe chút xíu nha. Một ngày nọ trước một cái tiệm phở sang trọng trong thành phố có một cái xe hơi bóng loáng dừng lại tài xế bước ra mở cửa cho một cái bà bước xuống bà này ăn mặc rất là quý phái lịch sự đúng là ra dáng mệnh phụ phu nhơ bà tiến vô đám ăn sinh đó đó mấy người ăn sinh ở trước tiệm phở đó nha 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 bù lại bà cho con chút tiền lẻ bà cho con chút tiền thì bà này lờ hết mọi người luôn Bà tiến thẳng vô tiệm phở. Mọi người thất vọng, dạt qua một bên. Có chừng nửa tiếng sau, bà ăn xong đi ra, thì đám ăn xin đó, mấy ngượng mày lại bu lại nói bà 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 cho con chút tiền lẻ bà cho con nữa đó, đó mấy đồng thì cái bà này cũng y chang như ban nãy bà cũng lờ đi hết bà bước nhanh ra ngoài xe hơi tài xế chờ sẵn rồi mở cửa cho bà bước vô cũng như ban nãy cái đá băng sinh nó lại tiêu nghỉu Thất vọng đứng đó Ngó ngó theo Nhưng mà cái xe hơi nó không chạy Nó cho cái chừng Mấy giây sau đó Thì không biết chắc bà lại nghĩ lại sao đó Bà lại mở cửa xe ra Bà tiến về cái đám băng mài đó Mọi người sáng mắt lên hết Nhưng mà bà lại tiến lại Một cái ông già an sinh mà đứng ở cái góc đó nó cách đó mấy thước ông này cũng chắc cũng già tuổi sức yếu thành ra ông không có sức mà để chen mấy cái đám trẻ kia thành ra ông cứ đứng đó là ông có đứng nãy giờ ông đứng ông ngó thôi bà này bà tiến lại gần cái ông đó bà dúi vô tay ông đó xong rồi bà nói này cầm lấy tí anh phở sau này bảo quay lại đó bước nhanh vô trong xe hơi rồi giọt đi mất luôn. Cái đám ăn mài đó nhìn theo rồi mới nói Trời ơi bác ơi, vậy là bữa nay bác trúng số rồi nha. Trời ơi cái bà đó bà cho bác bao nhiêu? Lúc đó cái ông già nó trong tay vẫn cầm mà. Ông ngơ ngác nhìn theo. Trời ơi bác, bà cho sột lắm phải không? Thành ra là bác mới thách thần ngơ ngác như vậy. Ông kia ông mới nói, bà bà cho bao nhiêu? ông nói là bà bà rú vô tay tôi mà muối chanh tiệt sư nhà nó <laughs> rồi bây giờ chúng ta học tiếp nha chữ thích tư của ngày hôm nay từ số 39 cây trồng trong nhà loại cây kiển đó indoor plant indoor plant hoặc là không cần cái chữ indoor chỉ là chữ plant không cũng được cây trồng indoor là trong nhà đó đánh dần nên là i n d o o r indoor p l a n t plant chúng ta nhìn vô ký tự phiên âm của nó đó cái chữ indoor đó có hai âm in và door nhấn mạnh là cái chữ in đó, âm in thì cái in đó đó là chữ âm y ngắn thành ra mỹ họ đọc là in chứ không đọc là in nha việt nam mình cứ thấy là viết mình đọc theo kiểu việt nam mình cứ đọc indoor indoor là trật cái mỹ họ đọc là in chứ không phải là in Indoor Cái chữ door đó là ổ dài Long o có hai chấm Thêm cái chữ o nữa Thành ra họ đọc là Door Rõ ràng là có tận cùng bằng chữ r Nhẹ nhàng nha Door Indoor Chữ plant Một âm thôi là plant Thì nó nửa a nửa e Tận cùng bằng cái chữ t Plant Mỹ họ đọc luôn cái chữ tờ vô nha chứ không có thiếu nha. Plant. Số nhiều thêm cái chữ S vô và, và sau cái chữ plant đó và phiên âm nó là chữ S thì nó đọc là indoor plants. Người Mỹ họ sẽ đọc cái chữ plant là nó số nhiều á là đọc plant trước cái phần nguyên âm á Rồi sau đó biết cái chữ tờ và chữ S thì cái cụm hai cái âm này đọc chung với nhau. Mỹ họ đọc là tịch một cái đất càng nhanh trước, lẹ trước để mới sạch sạch. thành ra họ đọc plants. Mỹ họ nghe biết liền là có chữ tờ với chữ sa. ví dụ, she puts the indoor she puts the indoor plant by the sofa. cô ta đặt cây kiểng cạnh bộ ghế salon. từ cuối cùng của ngày hôm nay, từ số 40. Màn che. Curtain. Curtain. C U R T A I N. Nhìn vô cái phiên âm, chữ này có hai âm, cur và thần. Nhấn mạnh ở cái âm cur. Âm cơ này đó, thì chúng ta nhìn vô nó cái chữ E mà cái này nó loại E quay quay ngược ra sao á. cái e này coi ngược sang sau nó khác cái chữ e mà chổng ngược xuống nha cái này nó cũng đọc là ơ ơ nhưng mà thường thường cái ơ này đó cái e ngược trong trường hợp này nó có hai chấm là nó đọc cũng Ơ như cái chữ kia nhưng mà nó đọc dài hơn chút xíu nha nó đọc cur, cur curtain 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 chữ tình á chỉ in nhẹ một cái thôi nha người mỹ đó người người anh thì họ đọc curtain thành cái chữ tờ đàng hoàng nha nhưng người mỹ trong trường hợp này họ chỉ in một cái thôi curtain curtain số nhiều của nó thêm chữ s vô và nó đọc phát âm là chữ z curtains curtains ví dụ window curtain là màn che cửa sổ rồi, như vậy là chúng ta học xong năm từ của ngày hôm nay nha. Từ số 36 cho đến từ số 40 nha. Hẹn các bạn trong buổi tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh dùm nha. Đủ mấy bạn khác vô học chung luôn nha, cho nó vui. Thank you, bye bye.